Đây là con mực nang nhỏ này, hay còn mực cốc, hay mực nang nhỏ này, nó lớn lên thành mực nang lớn, nó có cái gộp đây này, đây cái gộp cứng này, cái gộp cứng quá này, đây, con mực nang nhỏ hay còn là mực cốc, đây mình lấy mẫu mấy con này, to có nhỏ xíu này, đây nhớ có cái đinh đâm đau nha, cái này nhỏ này. Bây giờ nó đâu đấy, đây là mực nang nhỏ hay gọi là mực cốc, đuôi thành cái đuôi đó, đông nhỏ nó đông đau lắm đây này, chưa thì mực nhỏ đấy thì về mình bỏ gộp đi, đây phải moi ruột lại cái đầu, moi con ra này cái đâu thôi, với cái thân này bỏ gộp, nó cứ gộp vào đây, đây, đó, cái loại mực nang nhỏ hay loại mực cốc, còn đây còn cái mực nút, mực cái gì mực nhỏ chỉ với sao thôi vậy, sao mới ngon, mực to mày luộc, mày làm chả, mực người ta mực to còn xay làm chả, cái mực nhỏ xay thịt hẳn nó không dai. Nhỏ thì vì là chỉ là sao gì đó ăn đây thì máy thì nó mới ngon đây, đây mực nang nhỏ đây, ăn còn mực cốc mực nút, đây mình chỉ lấy mấy mẫu ấy, mấy con nhỏ cho mấy xem thôi cho nhà mình cả đống đó. Nên mình bắt đến kiểu này vài bữa mực to hiếm nó vì đánh trong lưới bùa lưới bên được từng nào hay đó thôi chứ họ không cố tin đánh mực nhỏ đâu, mực nhỏ nó về không làm gì à, sao xuất khẩu đi vô nhà máy chế biến cái gì đó hoặc là mực nang to mình luộc lên hoặc là mình mực nang to chủ yếu làm chả hoặc là chả mực nên người ta lấy từ mực nào làm đây, đây từ cái mực nang này nó mắt tua à. Cái miếng này đó cái miếng đấy đó. Chưa bỏ mắt gộp nhỏ nhỏ nó để ý có cái nhỏ nó nha, đây cái nguy hiểm này, đây này đấm là thủng tay đấy, đây có mực nang nhỏ, có còn là mực cốc mực nút.